đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đến tham quan các gian hàng xúc tiến quảng bá trái cây của nông dân tại Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ 3 năm 2024. Tại các nơi đến, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền thăm hỏi hoạt động tại các gian hàng, đồng thời mong muốn các đơn vị, các nhà nông tiếp tục đồng hành, đem lại sản phẩm chất lượng, trái cây ngon, phục vụ người dân, du khách. Hội chợ trái cây nhà nông huyện Phong Điền lần thứ 3 năm 2024 được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại quảng trường huyện Phong Điền với 40 gian hàng tham gia trưng bày của các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân sản xuất trái cây đặc sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện. Bên cạnh trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc trưng của huyện, còn diễn ra nhiều hoạt động như hội thi trưng bày trái cây nghệ thuật, hội thi trưng bày bánh dân gian, hội thi các mô hình tiêu biểu của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bán các loại cây giống đặc trưng của huyện.